Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa, Quốc Bảo tin chắc rằng đây sẽ là một kênh thông tin rất hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và cụ thể hơn là quý vị phụ huynh ạ. Như thường lệ, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Tâm lý trẻ nhỏ ngày nay dễ bị tổn thương hơn thế hệ trước. Tỷ lệ stress và những vấn đề về tâm lý của trẻ em ngày nay được đánh giá là nhiều hơn thế hệ trước đó bởi sự mất cân bằng giữa áp lực và thư giãn. Một số nghiên cứu cho thấy, nếu trước 7 tuổi trẻ gặp các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm, thiếu tự tin thì các vấn đề này vẫn phát triển tiếp tục sau 11 tuổi. Lý giải về điều này, kết quả từ một nghiên cứu lớn tại Anh được dẫn trên tờ nhật báo The Guardian nhấn mạnh rằng trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương tâm lý hơn người lớn. Bởi tốc độ phát triển của não bộ trong 5 năm đầu đời của trẻ là rất nhanh, đạt gần 90% kích thước của não người lớn, nhưng nó cũng rất dễ bị tác động, nhất là các vấn đề tâm lý. Đặc biệt, trẻ càng nhỏ càng dễ bị tổn thương. Do não bộ của trẻ đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển nhanh các mối nối thần kinh, nên cần những vật liệu đúng để xây dựng các chức năng quan trọng, trong đó có các vùng nhận thức và phát triển cảm xúc. Não của trẻ như một miếng bông thấm và thấm mọi thứ một cách không chọn lọc. Vì vậy, nếu trẻ nhận ít giao tiếp thực cùng bố mẹ hoặc thường xuyên tiếp thu các thông tin không lành mạnh, không chọn lọc, thông qua các hoạt động xem trên màn hình như chơi điện thoại, iPad, xem TikTok trong giai đoạn phát triển này có thể ảnh hưởng đến ngôn ngữ trẻ sử dụng, cách suy nghĩ và hành vi của trẻ ở độ tuổi sau đó. Những điều cha mẹ cần quan tâm để giúp trẻ phát triển tâm lý khỏe mạnh, vun đắp một não bộ khỏe mạnh cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng, đảm bảo cân bằng các nhóm chất tinh bột, đạm, chất xơ, chất khoáng, cung cấp chất béo omega 3 và omega 6, những chất rất quan trọng cho sự hình thành và phát triển cấu trúc não bộ cho bé. Vun đắp một não bộ khỏe mạnh bằng tình yêu và thời gian thật cùng trẻ, tương tác hai chiều với bé, hạn chế trẻ dưới 18 tháng tuổi xem màn hình điện tử, trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi xem màn hình điện tử tối đa 60 phút một ngày. Luôn thể hiện thái độ lắng nghe và tôn trọng trẻ, kỷ luật tích cực thay vì đánh, mắng nếu bé mắc lỗi. Trẻ từ 3 đến 4 tháng tuổi đã có dấu hiệu chậm nói, mẹ chớ xem thường. Lời nói là phương tiện giao tiếp bằng lời, nó phản ánh quá trình tiếp nhận các kích thích từ các cơ quan như mắt, tai đến não bộ và phản ứng của não bộ với các kích thích nhận được thông qua quá trình học hỏi bắt chước. Ba thành phần chính của lời nói là phát âm, giọng nói và sự lưu loát. Thông qua lời nói, trẻ có thể truyền đạt cũng như phản ánh khả năng tiếp nhận thông tin đối với thế giới xung quanh. Chậm nói là dạng chậm phát triển phổ biến nhất ở trẻ em so với các dạng chậm phát triển khác như chậm phát triển thị lực, vận động, nhận thức, chậm phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc. Do đó, việc phát hiện trẻ chậm nói giai đoạn sớm sẽ giúp các bé theo kịp tốc độ phát triển trung bình của lứa tuổi. Biểu hiện chậm nói theo từng tháng tuổi: 4 tháng tuổi, trẻ không đáp ứng với tiếng động mạnh, trẻ không phát ra âm thanh gừ gừ, hoặc trẻ bắt đầu gừ gừ nhưng không biết bắt chước âm thanh khác. 6 tháng tuổi, trẻ không cười hay la hét, không kết hợp các nguyên âm thành tiếng bập bẹ như à, ơ, ồ. 7 tháng tuổi, trẻ không bắt chước âm thanh mà người khác tạo ra, không sử dụng hành động để thu hút sự chú ý của bố mẹ. 8 tháng tuổi, chưa bắt đầu bập bẹ phụ âm. 9 tháng tuổi, trẻ không trả lời khi được gọi tên, không bi bô được các phụ âm và nguyên âm với nhau như mama, baba, không nhìn về phía bố mẹ chỉ. 12 tháng tuổi, trẻ không nói mẹ hoặc bố, không sử dụng các cử chỉ như vẫy tay, lắc đầu hoặc chỉ tay, không thực hành sử dụng ít nhất một vài phụ âm, ví dụ như pờ hoặc pờ, không hiểu và trả lời những từ như không và tạm biệt, không chỉ ra những thứ trẻ quan tâm như chim hoặc máy bay trên cao, không thể nói những từ đơn lẻ. Thưa quý vị, ngày nay thì vấn đề mà các bậc phụ huynh luôn lo ngại chính là sự phát triển của con mình chậm hơn so với lứa tuổi, đặc biệt là tình trạng chậm nói. Và theo thống kê thì tình trạng chậm nói hiện nay là 10 cho đến 15% và ngày càng có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thường chủ quan và cho rằng bé chưa nói rồi tất yếu sẽ nói được, mà không biết rằng chậm nói có thể là một dấu hiệu của chứng tăng động, giảm chú ý hoặc là tự kỷ. Câu hỏi trẻ chậm nói khi nào cần can thiệp và có những cách nào để giúp bé chậm nói sớm bắt kịp tốc độ phát triển của lứa tuổi có lẽ là băn khoăn rất lớn của nhiều quý vị khán giả. Và tất cả những băn khoăn đó sẽ được giải đáp trong chương trình Bác sĩ Nhi Khoa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Quốc Bảo xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thụy Minh Thư,
khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chào MC Quốc Bảo, kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Và quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị còn những câu hỏi hoặc là thắc mắc nào liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình thì đừng quên, chương trình của chúng ta có một số tổng đài quen thuộc, đó chính là 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Chúng tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phytobimbi Omega Junio, Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ xin được mời bác sĩ Minh Thư, xin được mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay. Yo! Con nào cũng vui lên con. Hey, thắp sáng lên tình yêu. Hay vui hôm nay. Mình cùng nhau chứa chan. Mà người ta nhậu bia, nhậu rượu, vợ chồng mình nhậu nước trà. Trời ơi, em hạnh phúc quá. Bà con hàng xóm chắc là ganh tị với vợ chồng mình lắm. Sao? Tại vì sao? Mình có một đứa con tuyệt vời, em mừng hơn là gặp thần tài nữa đó anh. Thấy cái chỗ đó thôi. Hiểu. Có ai như con mình không? Mới có 2 tuổi à, mà thông minh xuất chúng. Ôi, cái mặt nó sáng bừng, anh thấy không? Mới có bay lớn như vậy thôi mà ánh mắt nói lên được bao nhiêu điều, rồi còn cầm cái chổi quét cái nhà được nữa. Đi lại bây giờ anh thử không? Anh thử đi. Thử nha. Bây giờ ba thử con nghe. Anh làm gì anh làm gì? Trời, đổ nước cái bàn rồi. Chết rồi, bây giờ bé Nu nè cầm cái dẻ nè lau cái chỗ này giúp cho ba được không? Rồi con yêu. Trời ơi. Chắc em chết rồi, chịu không nổi em ơi. Biết lau bàn. Sao cứu tuần mà sao mặt tụi con nào không buồn hiu hắt vậy? Vui. Kể má nghe liền. Má ơi, nó giỏi quá má ơi. Đây nè ha, khi mà con kêu nó làm gì, nó làm hết trơn. Rồi nay mới tới thi đấy nè. Mới tới thi nè má, tới thi nè. Con giả bộ bốn đổ nước ra thôi. Mà cái mặt con bé nó hiểu hết nha. Cái mặt con bé kia trời ơi, tôi biết hết đó nha. Thì ra mấy người đang giả bộ. Nó có nói gì không? Không, ánh mắt. Thì ra mấy người đang muốn thử tôi chứ gì? Tôi làm cho mấy người coi. Cái nó cầm cái vẻ lao lên với một cái vẻ mặt quyết liền. Lao mà cái trò bù sạch bóng luôn. Thần đồng nâu. Thần đồng kìa. Thở kìa. Thần đồng. Con đi vô trong nhà, cái quạt nội để ngay cái bàn phòng khách đó, con lấy ra con quạt cho ba đi con. Đúng rồi đó con. Đi. Lấy cái quạt. Ba đâu kêu coi. Ba ơi. Nội ơi. Ba ơi, nội ơi. Anh mắt cái giờ kìa. Em ơi, anh hạnh phúc quá em ơi. Sao vậy anh? Con mình nó giống như mấy cái nhà mà hiền triết em. Lúc nào trong người nó có một cái sự mà trầm tư, nó sâu lắng lắm, chứ nó không có sôi nổi bồng bột giống như cái kiểu con nít nhà người ta. Thôi đây thì nè, tụi bay đừng có nổ quá, đừng có khen con, tụi bay thông minh quá. Nó đã 2 tuổi rồi mà nó chậm nói. Rồi hồi nãy cái quan trọng nhất á là má kêu nó làm 2 hành động cùng một lúc, nó không làm được. Trong khi những đứa trẻ khác nè bằng tuổi nó đó, ít nhất khi mà đưa 2 hành động nó làm được 1 hành động. Mà nói chuyện là ba ơi mẹ ơi bí ba bí bô vậy. Còn đâu không nói được gì hết á, hành động cũng không hành động được gì hết á. Mà theo như là má biết nó ha, là cái kiểu này á, là nó là coi như là nó sẽ có nguy cơ bị tự kỷ. Nó chậm nói, rồi sau này đó nghe chưa, cái năng lực nó kém, nó làm việc cũng chậm, phát triển cũng chậm. Trời ơi thôi chết rồi má... thôi, nguy lắm nghe chưa. Má đừng có nói vậy, má đừng quở cháu má được không? Đâu có tự kỷ. Khi nào mà thấy người lạ nó sợ thì nó mới tự kỷ. Này nó chậm nói xíu thôi à. Rồi mai mốt á, nó đi học đó, bạn bè cùng trang lứa nó đó nha, nó không có hòa nhập được, tại vì nó chậm nói mà. Má, cái gì cũng phải nói dựa trên khoa học má ơi. Chứ không phải nói theo cái kiểu mà suy đoán hay cảm tính như má vậy được. Dạ. Con nói thiệt với má đó, má nói những cái điều ra con thấy buồn lòng ghê luôn. Trong khi con với vợ con tự hào về cháu của má biết bao nhiêu, má vô mà nói con cũng như là phủi sạch hết trơn. Trời, con không có binh vực má được trong cái chuyện này đâu. Trời ơi, trời ơi, tôi là má nó mà tôi nuôi nó khôn lớn rồi, bây giờ nói tôi sai vậy đó hả? Dạ không phải má, cái nào hợp lý thì tụi con mới nghe. Còn đằng này má áp dụng cái phương pháp ngày xưa vô, làm sao tụi con đồng ý được? Ý là mấy đứa nói mà nãy giờ là má vô lý cái gì. Được, bây giờ muốn có lý cái gì, muốn có cơ sở khoa học, muốn có kiến thức y khoa bài bản cái gì, vậy thì đó, hai người nè, nghe chuyên gia người ta nói là sáng mắt ra. Ra đâu? Đây. Quá
qua tình huống vừa rồi thì người bà và ba mẹ của bé đang tranh cãi về cái việc là bé đã hơn 2 tuổi rồi nhưng mà chưa nói được. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm các dấu hiệu cho thấy là trẻ đã bị chậm phát triển ngôn ngữ, chậm nói theo từng tháng tuổi để các ba mẹ tiện theo dõi con, chăm sóc bé được không ạ? Theo thống kê đó thì hiện tại là cứ khoảng 10 trẻ thì chúng ta sẽ có 1 tới 2 trẻ nó chậm nói. Thì nếu mà mình nhìn rộng ra hơn á, thực ra là chậm nói hay mình còn nói là chậm phát triển ngôn ngữ thì ngôn ngữ nó cũng chỉ là một hình thức của giao tiếp thôi. Ví dụ như là đối với 2 tháng tuổi thì lúc này trẻ nó đã bắt đầu có thể mỉm cười vu vơ rồi. Hoặc là đến lúc 3 tới 4 tháng tuổi thì đã có thể có những cái nhìn giao tiếp mắt. Tức là bé nó sẽ rất là vui khi mà được ẵm bồng, được tiếp xúc mắt với người lớn. Rồi đến 6 tháng tuổi thì lúc này là bé nó đã có thể bật lên những cái âm đầu tiên. Nhưng mà những cái âm này thì là những cái âm sơ khởi thôi. Ví dụ như là âm pa pa pa. Mà bé có thể là bật cái âm này với bất kỳ ai. Nhưng mà đến khi 12 tháng tuổi thì bé nó phải bật được cái âm ba ba đó đúng với cha của bé. Và nếu mà mẹ thì bé sẽ bật âm ma ma. Tức là nó đã đúng với cái người mà nó muốn giao tiếp rồi. Thông thường á, thì một bé 18 tháng tuổi thì bé đã bắt đầu có thể nói được từ đơn chắc chắn từ đơn. Và một số từ đôi. Còn đối với bé 2 tuổi thì lúc này là bé sẽ nói được chắc chắn là từ đôi. Nhưng mà đối với những cái từ đôi này á, thì mình sẽ thấy là ngoại trừ danh từ, nó sẽ có thêm động từ để nó tạo thành những cái câu ngắn. Ví dụ như là ba đi, con đói. Và đến năm 3 tuổi thì các bé sẽ nói được khoảng một câu mà nó có 3 từ. Ví dụ như con đói lắm. Thì như vậy là rõ ràng là mình có thể căn cứ vào đó để nhận ra được ngôn ngữ giao tiếp của trẻ nó sớm hơn. Vậy thì cách nào để cho cha mẹ có thể là dễ phân biệt được cái chuyện là chậm nói đơn thuần và cái việc chậm nói do bệnh lý à? Chậm phát triển ngôn ngữ đơn thuần nghĩa là trẻ nó chỉ bị vấn đề của ngôn ngữ thôi. Còn lại những cái hình thức khác của giao tiếp như là giao tiếp bằng ánh mắt hoặc là giao tiếp bằng cử chỉ vẫn bình thường. Vẫn bình thường, đúng rồi. Còn nếu như mà trẻ mà có vấn đề về ngôn ngữ nhưng mà là bị ảnh hưởng luôn cả khả năng giao tiếp á, thì ngoài việc là trẻ không có nói, không bật âm được thì trẻ cũng sẽ không có thích giao tiếp với người khác. Mình cũng sẽ không có muốn chơi với người khác, lúc nào cũng chỉ muốn chơi một mình thôi. Hoặc là khi mà mình chơi một mình á, thì với những cái đồ chơi cũng sẽ không chơi đúng chức năng. Ví dụ như với cái xe thì có thể là lật ngửa cái xe lên. Thì ví dụ như trong cái tình huống trên á, bạn sẽ thấy là khi bà yêu cầu bé làm 2 hành động một lúc thì khả năng ghi nhớ và tiếp nhận thông tin của bé nó chậm. Nếu như mà trẻ là chậm nói do bệnh lý á, thì ngoài vấn đề về ngôn ngữ thì trẻ sẽ có thêm những cái vấn đề khác về giao tiếp và đồng thời những vấn đề về hành vi. Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ có thể là tư vấn thêm ở cái việc là nhận biết đâu là cái thời điểm vàng trẻ chậm nói cần phải được can thiệp ngay lập tức. Đó là trong vòng 3 năm đầu đời. 3 năm đầu đời. Đúng rồi, tại vì trong vòng 3 năm đầu đời là cái tốc độ phát triển của những tế bào não của mình nó là nhanh nhất. Nếu mà mình muốn cho con trẻ nó phát triển tốt nhất, cả về mặt ngôn ngữ, cả về mặt nhận thức, thì mình nên phát hiện sớm và mình có thể can thiệp sớm trong vòng 3 năm đầu đời. Vậy thì nếu mà chúng ta xác định được bé đang có những dấu hiệu về chậm nói thì các bậc phụ huynh cũng như là cha mẹ đang chăm sóc bé thì nên làm gì để cải thiện điều đó? Mình tăng cường giao tiếp với bé hơn. Thay vì mình đưa ra một cái yêu cầu mà gồm có 2 mệnh lệnh như con đi ra ngoài và cởi dép ra, thì mình có thể đưa ra yêu cầu là con đi ra ngoài và khi bé đi ra ngoài đến nơi rồi thì mình sẽ yêu cầu thêm một mệnh lệnh nữa, đó là con cởi dép ra. Từng bước phải không ạ? Dạ đúng rồi, chính xác. Thì bé sẽ dễ dàng hơn trong cái quá trình tiếp nhận thông tin. Bước thứ hai, nếu như mà cái khả năng bật âm của bé vẫn tốt nhưng mà bé không chịu bật âm á, thì mình có thể tạo ra những cái tình huống để cho bé giao tiếp. Ví dụ bé, một số bé thì rất là thích hát và nhảy thì mình sẽ chơi một cái trò là trò hát nối âm. Ví dụ thay vì mình hát kìa con bướm vàng thì mình sẽ hát là kìa con bướm thôi và mình sẽ chờ để bé nói chữ vàng theo. Cho bé một cái môi trường mà có thể thực hành với ngôn ngữ nhiều hơn, tương tác với bé nhiều thì cái khả năng ngôn ngữ của bé nó sẽ phát triển vượt bậc lên. Ngoài ra thì omega là một thành phần quan trọng trong não bộ và nó sẽ giúp tăng tốc độ dẫn truyền của hệ thần kinh cho những bé chậm nói, nhận biết và bật âm tốt hơn. Và từ nãy đến giờ thì các bạn có nghe được là bác sĩ nhắc đến omega. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là omega có vai trò như thế nào đối với trẻ chậm nói không ạ? Các cái tế bào thần kinh nó là những cái nhà và nó nối kết với nhau qua những cái con đường, thì mình bổ sung thêm omega nó sẽ làm tăng cái vận tốc di chuyển trên các con đường đó lên nhanh hơn. Và dĩ nhiên khi mà cái tín hiệu đi từ não ra đến bên ngoài nhanh hơn
thì cái khả năng mà nhận thức được xung quanh, khả năng học hỏi của bé nó sẽ tốt hơn. Và lúc này mình thấy cái vai trò của omega đối với các bé chậm nói. Hiện tại trên thị trường mình có hai loại omega, là omega động vật và omega thực vật. Thì trong đó omega thực vật ưu thế hơn ở một chỗ là nó không tanh. Omega thực vật thì mình thấy từ trong những cái hạt như là hạt lý chua đen, nó có thêm cái vitamin E kèm theo. Vitamin E này là những cái chất mà chống oxy hóa rất là tốt. Còn ngoài ra đó, nếu như mà bé chậm nói do bệnh lý á, thì tốt nhất là phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ có nhiệm vụ là mình tìm ra các nguyên nhân và điều trị vào các nguyên nhân đó. Rất cảm ơn những kiến thức cực kỳ bổ ích mà bác sĩ vừa mới chia sẻ. Và sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ thì không biết những nhân vật của chúng ta có áp dụng cái điều đó và câu chuyện của họ hay không. Và ngay bây giờ xin mời bác sĩ cũng như là tất cả quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại tình huống của ngày hôm nay nhé. Hai đứa bay làm gì ạ? Sáng mắt ra. Tin bà già thì nói chưa? Dạ tin rồi. Tin má, tin chuyên gia. Dạ, dạ con xin lỗi má nha. Tại vì con thương Nu quá đi, cho nên là con lo cho nó. Rồi con thấy cái chuyện chậm nói là thấy không có quan trọng, nhưng thật ra nó rất là nghiêm trọng hả má? Quá nghiêm trọng. Con cũng xin lỗi má, bởi vì vợ chồng con thương con quá, cho nên giống như là tụi con bị thần thánh quá nó lên luôn á. Cho nên là cái chuyện mà bé nó chậm nói mà tụi con vẫn nghĩ rằng nó là cái chuyện hết sức bình thường. Hóa ra nếu như mà can thiệp chậm á thì sẽ kéo dài cái tình trạng mà chậm nói ở trẻ. Giờ nó 2 tuổi rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Không lẽ bây giờ anh phải đi bay qua nước ngoài đặt vé liền cho anh đi em? Để làm gì, đi đâu? Vé đi qua nước nào đó mua cái hạt chua gì đó. Hạt lý chua đen. Hạt lý chua, đúng rồi, hạt lý chua đen. Bổ sung đầy đủ omega thực vật cho nhỏ. Đi. Chồng tụi bay rảnh quá, giàu có quá ha. Chi vậy? Bày đặt đi ra nước ngoài, chi cái tốn công tốn sức. Đây nè. Gì vậy má? Má có này nè. Đây là sản phẩm omega thực vật nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và kiểm soát nghiêm ngặt của Italy. Omega thực vật hỗ trợ phát triển não bộ cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ chậm nói, giúp cho trẻ tăng sự tập trung, tăng khả năng ghi nhớ bắt chước, từ đó nhanh biết nói hơn, thông minh hơn, đặc biệt là nó không tanh, dễ uống, rất dễ hấp thu, chứa tỷ lệ vàng giữa omega 6 và omega 3, tối ưu hấp thu vào não bé. Sản phẩm thì tốt dữ vậy hả má? Quá tốt. Như vậy là con phải chạy đi mua mấy hộp nữa mới được để cho con uống. Đi. Thôi, đừng, vợ chồng của con hấp ta hấp tấp quá. Má biết tánh của con là lật đật mà không làm được cái chuyện gì hết đó. Cho nên đó, má đã mua sẵn cho mấy đứa nè, mấy hộp để cho bé Nu uống từ từ, thấy chưa? Ơi, cảm ơn nội đi con. Ủa, nó đâu biết nói. Dạ, cảm ơn nội. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu tất cả quý vị khán giả khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay còn có những thắc mắc hoặc là những câu hỏi nào thì quý vị ơi đừng quên là chúng ta có một số tổng đài của chương trình nhé. Đó chính là 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những thông tin mà quý vị thắc mắc. Và Quốc Bảo thay mặt cho chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé. Nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình trong khung giờ quen thuộc. Đó chính là vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Thư xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo của Bác sĩ Nhi Khoa. Mới có thuy nè bác, có thuy nè. Con giả bộ, con giả bộ uống đổ nước ra thôi. Mà cái mặt con bé này hiểu hết nha. Cái mặt con bé kia trời ơi, tôi biết hết đó nha. Thiệt ra mấy người đang nhìn giả bộ. Nó có nói gì không? Không, ánh mắt. Thiệt ra mấy người đang muốn thử tôi cái gì. Tôi làm cho mấy người coi. Cái nó cầm cái vẻ lao lên với một cái vẻ mặt miết liền. Lao mà con cuộc sống luôn. Thần đồng đâu? Thần đồng kìa.